Hello mọi người. Đấy, ngày hôm nay mình sẽ chơi với con game này nữa. Nói chung là hôm nay mình cày nhẹ tí game này. Trong khi là cái clip KPK mình có vấn đề một tí. Đó là mình mất dữ liệu của cái clip đó. Đau lòng lắm mọi người ạ. Ôi trời ơi, nói chung là cái nào thì chơi game nào thì cày game đó thôi. Đây mình không biết là sẽ hôm nay mình sẽ làm gì với con game này đây. Nói chung là cũng khó. Chủ yếu là mình ưu tiên về bộ, thì bộ con cầm kiếm á, đơn vị cầm kiếm thì nó không có lợi thế hay là thất hại nào, nhưng mà nếu mà chơi thì mình chắc hôm nay mình sẽ cố gắng là nâng tường lên 70 nha. 7 cấp. Với ôi thêm một con tướng nữa nè. Nhưng mà kiểu như đúng rồi, đó như con này có gặp rồi. Con này có gặp rồi các bạn. Nhưng mà 235 kẻ thù. Ok, ưu tiên nó trước. Ở trong á thì clip KPK của Lost Mobile á thì mình có làm gì rồi, nhưng mà là sorry. Nó kiểu như mình làm rồi mà mình nó thường sẽ lưu ở ổ đĩa tạm á. Cái mình chuyển qua ổ đĩa chính. Ổ đĩa kiểu như ổ đĩa tạm của cái ứng dụng. Rồi mình lưu qua ổ đĩa chính. À, nhưng mà cái đó là cái nó chưa tải, nó chỉ cắt qua tạm thôi, nó dục qua tạm thôi, cái mình vô tình mình lấy tay mình xóa luôn, người xóa trong thùng rác luôn, đó là nó mất luôn. Rồi mình dùng app mình kiếm thì không có, tại vì nó tạm, nó đâu có phải là cái tải về, nó không có luôn, ác thiệt sự. Rồi thế là mất cái clip, chết mấy mà lính, nói chung là chết thì nó chết khoảng một em lính thôi, là khoảng 130k T4, còn lại là T2. Mình chết khoảng một em lính. Còn như vấn đề như là mấy cái lính nó bình thường như đăng mình có thấy đăng lên ấy thì nó kể cả thánh đường bệnh xá rồi chia tim gắn nữa thì cũng không có nhiêu, nó chiến báo là bốn mà lính mình thiệt hại á, nhưng mà mình chết có một em thôi. Dạ. Trong game này mình chơi tới game này trước. Có cái game mà bạn kia bạn giới thiệu lại cho mình á, mình chưa có tải rồi nữa, mình cũng ngồi luôn cái tên nè, chưa có tải lại nữa. Nó cũng hay lắm, cái game đó nó cũng hay lắm mà mình thấy nhiều bạn cũng làm cái đó. Thì nó tên là Frontier Undersea đấy gì đấy, nói chung là cũng được, game đó cũng được, nó chiến thuật từng, nói chung là mình cầm từng con lính mình đi đánh luôn á. Mình thủ thành nhưng mà mình cầm từng con lính mình chỉ dạo đi này kia, nó cũng dễ, nó cũng vui lắm. Hồi đó là tuổi thơ luôn, mấy con game này là tuổi thơ, cũng mà mới có điện thoại á, mới có điện thoại thì được thời gian thì mình chơi mấy con game này, chứ không phải là nhẹ nhẹ này kia, là mình khi mà mình giải trí không có kèo này kia. Hiện tại thì bữa hổm là mình nói là K 550 sao á, nó mới di trú mừng quá, nó mới di trú được 3 bữa nó quay về đi KVK rồi xong toàn. Thế là tem chuẩn bị đi. Nó đi về cái bữa mà nó đi á thì mừng lắm, tưởng là nó đi rồi. Thế là mấy anh 400 500 m cuồng chiến đi chơi tiếp. Ok. Đi vô đã, cái bữa nó về. Nó lượm lần mấy thằng. Đứng hình. Thằng nào nấy gặp khiển trận. Nó hình mà lúc mà nó đi thì 150. Nó kêu là bây giờ là tôi kêu là 155 sao chứ không còn là 150 sao nữa. Ôi ngặt nghèo, đã nó mạnh rồi thêm 5 sao nữa là thấy mệt ngờ vậy đó. Chà, khó khăn rồi đấy, khó rồi đấy. Mấy ảnh này cái ấy nó càng ngày nó càng khó, do mà mình chả biết ra cái gì để phù hợp cho cái trận chiến này. Còn 45 vậy là chẳng sao, nó càng ngày càng khó các bạn, khó quá. Ôi nó được một cái tường chính giữa này, cái đường chính giữa. Hôm nay mình sẽ cố gắng lên năm, gắng lên 70 nha. Nói chung là chơi nó bình bình nhau thôi. Thứ nhất là mình làm game này là thứ nhất là để giải trí, để tràn tràn vào clip để cho các bạn xem nó không có bị chán, hoặc là nó kiểu như không có kiểu như không đủ clip. Lost Mobile thì không thể nào mà kiếm kèo liên tục được, thì đứng kèo nữa, nhiều lúc đứng kèo rồi nhiều lúc đi đấy, chả ra gì, ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ, chả nào đánh. Không thám luôn á, nó không thám luôn, thậm chí là nó không thèm thám, đừng nói chi nó đánh.
Còn anh nói mấy app mini cap này kia thì đầy đủ rồi nè. Chơi mình một app app bên mini cap á thì không có kèo, không phải là không có kèo mà là không dám gỡ ra luôn đấy. Để gỡ ra là lên hàng lên dĩa hết. Trời đất ơi nhìn anh, ôi ngoài nó quét là phát nó mạnh. Ôi hay phát kìa đậu xanh. Ôi rồi rồi đụng đối thủ rồi. Ôi đấy thì bên nạc mini cap thì thôi nó trên mạnh cao cao 1B không à, nhìn nhức nách lắm đấy, mình không dám gỡ khiên luôn các bạn. Gỡ khiên ra mắt công lưu vu mình nữa, tại vì 2M8 đến thì khả năng mà đét mình đó là không có khả năng. Mình biết bản thân là không không đét được thôi, mình cúp cúp luôn mà không chết bỏ à cũng còn à. Bên 927 thì thôi kiếm thằng đét đánh không có nữa. Chua phải nói là chua này nè. Cưỡi ngựa đậu xanh cậu, hello chào cậu. Nói chung YouTube này làm thì mình chưa có rút được ngàn nào hết ấy. Đợi lâu lắm, đợi nó yêu cầu là 100 đô. Yêu cầu 100 đô thì hơi khoai đấy. Không không lâu, nói chung là không lâu. Cũng cả một hạn. Nếu mà tầm kênh của mình thì nó hơi chậm. Đối với kênh của người khác thì nó hơi nhanh, nó nhanh hơn bình thường. Tháng vậy. Nói chung là chưa chưa có doanh thu chính thức đó các bạn. Mình không nói được đâu. Mình thường sẽ khoe nhiều lắm nên các bạn sẽ thấy là mình sẽ khoe thường sẽ khoe nhiều. Ok làm này là tạm lúc đầu mình làm vì cái đam mê là chính, khi mà chơi thì mình thấy con người ta làm clip vui lắm kìa đấy. Đấy là cái động lực làm YouTube, mình cũng thích mình làm đấy. Sau thì mình cũng không có điều kiện máy tính này kia chỉnh clip thì đủ thứ hết, lúc đó là cũng không biết gì hết. Nhưng mà tới khi mà có laptop rồi, điện thoại, lúc đó là mình mới lên học đại cao đẳng, mình đang học cao đẳng thì mới vào được môn đầu tiên thầy dạy làm, thầy chỉ đấy thì bắt đầu làm. Và mấy hôm thì mình đăng clip đầu, những cái clip đầu tiên, nhưng mà kiểu như nó hơi bị sida. Sớm có cái bình luận em lục lại clip cũ của anh em coi, trời ơi thiệt sự lúc đó là nó phải nói là ôi thiệt sự em ơi, em đang làm anh rất là ngại. Tại vì cái những cái clip đầu á, thứ nhất là mình nói chuyện không hay, một số clip thì mình không nói chuyện nữa, nói chuyện kiểu như rất là tự ti. Nhưng mà bạn ơi, cái lúc mà đăng mấy cái clip đầu mà nói chuyện á, nói thật nhắm mắt tôi đăng đại đấy, nhắm mắt tôi đăng đại đấy, chứ chả phải là nói chuyện hay đâu. Nói thật có mà tôi đăng mà tôi không dám xem lại luôn á mọi người. Tôi đăng tôi sợ người ta cười á, tôi bán ăn tôi cũng cười tôi nữa ấy. Chả bao giờ tôi đăng này, nó khó khăn rồi các bạn. Bắt đầu khó mình sẽ nâng cái này lên, đam nó bắn nó hơi bị yếu, nó không có đủ đam, bắt đầu sẽ nâng mấy cái đó lên. Nó là nhắm mắt đăng đại thôi chứ không nghĩ là sẽ đăng lên được kênh như thế này bây giờ. Và cái lúc đó thì có một cái bình luận, mình nhớ có cái bình luận mà sau này mình nói chuyện mình cũng bắt đầu mình dễ hơn. Đó là các bạn đó nói bình luận là giọng nghe anh hay quá. Lúc đó cảm ơn rất nhiều. Một khi nghe mà lời khen nó trời trời, bản thân tôi tự tin rất là nhiều. Mặc dù quên tên bạn ấy rồi, lâu lắm rồi, lúc đó là kênh mới ra được mấy không bao lâu, khoảng một tháng. Trong vòng một tháng thì có một bạn đó bình luận là khen nói chuyện hay. Ồ mình sẽ lên cái này là full này. Ok mình sẽ tiếp theo sẽ nâng cái này đúng không, nó còn có một hả, khó quá ta. Cái này 32 à, ở đó mình lên mấy cái này cũng cao cũng được, tại tới ải 300 mấy thì nó phải thừa rồi. Lâu rồi, cái này lâu lắm chơi. Thật sự mình chả biết năng cái gì. Này mình chơi cũng dở lắm đó thật. Chơi game là chính, còn tâm sư mộng là 10 đấy. Nhưng mà chơi lựa một con game là nói chung là chơi cũng nhiều game. Hồi đó là mình kiểu như mới có điện thoại thì mình sẽ đi tìm những con game mình thấy chiến lược hay, thì khi mình sẽ tìm những con game hợp lý chơi hay với mình. Ok mình thấy hay thì chơi. Thì cái game mình tải đầu tiên là Zombie Văn Hóa
cái gì ta, mình quên quên tên rồi. Lúc đó cũng chơi cái con game là hoa quả nó giận á, hoa quả nó giận đấy. Ok thì chơi cái con game đó đầu tiên, mình chơi nhìn sau này thì cũng chơi nhiều con game chiến thuật, đặc biệt là Lost Mobile, chơi được một cái game Lost Mobile thì mình chơi lúc mà game ra được hơn một năm, mình chơi được không bao lâu á thì sinh nhật 2 năm của Lost Mobile đấy. Còn con game này thì chơi chả nhớ một khi nào nhỉ, tại xóa đi trả lại là mùa 2 thì mình nhớ có một lần kiên trì được tới 330 mấy, mình làm biến mình nghỉ, không phải là kiểu như không biết là lúc đó làm biến hay là mình thích chơi con game khác. Và nói chung là chơi cũng nhiều game lắm, chiến thuật nè, bắn súng nè, game các hầu hết là các game online offline những cái đủ hết, từ chiến thuật tới nông trại. Mình nghĩ sao nó con trai chơi nông trại, ai nói chơi không chơi cũng được, chơi bình thường vẫn chơi. Thì con trai mình vẫn chơi nông trại. Và cái lúc mà con game đó thì được cái là nó cho mở hộp mà nó mở kiểu vay mượn các bạn. Tiền thì kiếm không có, nó cũng hơi chậm. Nhưng mà cái kiểu vay mượn. Và thằng em của mình nó lấy cái máy nó chơi, nó mượn chân luôn. Nó ngồi nó quay luôn, nó quay cho đã gì đó. Cái mình đâu có tiền đâu mà xây dựng. Khi em hết chân tiền, tại vì còn nợ. Kiếm được nhiêu tiền là nó trừ lại chân. Trời ơi, mình chả nhớ con game đó tên gì. Thật là đau lòng. Thế là mình phải xóa. Xóa mà mình quên tên game luôn. Đấy, mình tính tay lại chơi nữa nhưng mà quên tên game. Này nhiều con game nó bị SIDA lắm. Chơi nhiều cái thì nó cũng gặp nó vẫn SIDA. Một số game này nó bị trùng lập. Khi mà chơi game online á, như mình thấy giới thiệu nó hay lắm. Để giới thiệu game thì mình lưu luôn. Nếu mà giới thiệu game không đặc biệt thì ai mà tải, đúng không? Nó như mấy con game chiến thuật, một số con game chiến thuật mình nó không phải là chắc là mình không kiểu như mình không thích nó hay sao á, mình nhiều lúc mình thấy chơi nó không hợp với mình sẽ xóa, mình không thấy hợp lắm. Nhưng mà riêng con Lost Mobile được khi mà được chơi lại, mình được xem lại trận chiến thì kia đó thì mình thấy nó dàn trận thì nó cũng ok hơn so với đứng nhìn cái mô hình nó bắn qua bắn lại, mình chả thấy là không có kịch tính thế nào. Thôi bạn ơi, từ từ đậu. Ôi cậu ơi, hãy tính rồi, từ từ, chậm thôi. Ok. Thì con game mà mình cũng ưa thích nữa, nó cái dạng của nó nha, cái dạng của nó luôn là thời loạn. Nó được đánh người ta, được tham gia trận chiến này kia, nó cũng nói chung là được xem lại đầy đủ hết. Nhưng mà cái lỗi duy nhất của nó mình thấy nó không hay nhất á là đi đánh lính còn sống hay chết thì nó cũng miễn đem đi đánh là mắc. Em phát liền lại từ đầu, miễn bạn thả ra bạn đánh là mắc. Mặc dù tôi cũng không có, nó có lính nó vẫn còn sống nhưng mà vẫn mắc, phải liền lại. Đó là cái lỗi của nó, mình không thích cái chỗ đó, nó hơi ảo. Đây mình chơi cũng thời gian cũng được, thời gian đó thì sau này mình liên kết với Zalo, cái mình nghỉ được vài tháng cái mình vào lại mình tải lại thì nó game nó không còn liên kết với. Ôi từ từ này 310 những nách, game nó không còn liên kết với Zalo nữa, nó quỷ liên kết Zalo luôn, thế là mình mắc hạt luôn các bạn đó, mình mắc hạt luôn, cái nó quỷ liên kết với Google này kia hết trơn luôn. Nhưng nó lắm là tôi mắc hết trơn luôn, mười mấy cái hạt chơi lần dữ lắm. Lúc đầu tạo cho vui thôi, sau cái chơi được luôn. Kiểu như vào bang á, vào bang người ta, cái người ta không thích, người ta kích ra, người ta thấy mình yếu quá, người ta kích ra. Tôi tức quá, tôi tạo mười mấy cái hạt, tôi tạo một bang một, tôi chơi luôn, chơi mình ra luôn. Đó là mười mấy cái. Thế là chơi thì sao, nó lỗi nhiều quá. Những lỗi game, người liên kết bắt hạt hết trơn luôn. Đuối là mấy cái hạt, nói chung cả chục cái hạt mất hết, còn có vài hạt rồi. Facebook này kia cũng mất hết. Sau này có con game kia nó cũng tự nhiên quên tên rồi, nhớ. Nhưng mà nó vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là mình lại làm đạo tặc, mình đi cướp. Về mình có đoàn, mình hộ tống hàng của mình, rồi người ta cướp đó. Nó cũng hay. Chơi nhiều game lắm, nói chung là cũng được. Và con game mình nó là duy trì lâu á,
thì có thể nói là một trong những game mình lâu rồi, có thể là nó là Lưu Quân, Free Fire và tập kích. Nói chung khi mà chơi Liên Quân thì mình nói là cái kiểu như đánh giá về một số game như Liên Quân thì game nó là một trong những game hay nhất, game đánh đấu trường này kia thì mình nói là nó là top game hay nhất mà mình từng chơi. Nói chung là ai cũng nói mà ai cũng vậy mà, nó mobile này kia nó dễ, mobile thì ngầu rồi, đường vậy là ngầu lắm rồi, không có ai bàn cãi gì nữa. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó cập nhật quá nhiều, nó cập nhật quá nhiều đi, và mỗi lần mà muốn chơi đàng hoàng lại là phải xóa tải lại rất nhiều, tại vì năng lượng dung lượng nó kéo quá và gần như là chỉ chơi mình lên game nó hơi mệt người rồi đó, những dòng máy yếu nữa là cũng hơi mệt rồi đấy. Đấy thì đó là Liên Quân mà nó kiểu như nó càng ngày nó càng hút máu. Nhưng game phải hút máu chứ, online mà hút máu phải rồi. Đấy thì Liên Quân nó hút máu, bắt đầu hút máu vào một cái từ cái lúc mà nó cập nhật một số, nó liên kết với một số game hoặc là một số phim á mình không thích lắm, như là phim thì Ultraman. Nói chung là Ultraman là cái bộ phim mà mình nói là mình thích xem rồi. Tôi lo nhiều chuyện các cậu, tôi lo nhiều chuyện các cậu à, trời ơi lên cái này mọi người, cái miệng không để ngưng. Ôi trời ơi, dạ lại mọi người, lỡ miệng mà quên cái tay. Ok, Ultraman là mình một bộ phim mình rất là thích xem, nhưng mà tự nhiên nó liên kết với cái Liên Quân Mobile, cái mình nói ôi ấy dồ quá lâu, nó liên kết không có hợp lý tí nào miếng luôn, nó thật nó mắc các tướng mình không thích. Thứ nhất là Ultraman kêu là cái trang phục Ultraman thôi, nó không có tên gì hết, nó chỉ kêu là Ultraman thôi đúng không. Thì nó là kiểu như đúng á, của nó là cái người nhân vật là Hayata, Ultraman Hayata đó. Thì nó là đánh tay không, nhưng mà đưa vào cái con nhân vật Ryuma, mình nhớ không nhầm là Ryuma. Thì tự nhiên con ta cầm kiếm, cái đao chà bá, đưa vô con tướng mất tiêu, mất chắc tướng chịu quớt. Nó có thể đưa vô những, nếu mà Ultraman nó đánh tay không thì các bạn có thể là đưa vào những cái con như con ga này, những con đánh tay không đấy nó không đưa vào, nó ưu tiên vô con Gilma, nó nuôi những con tướng nào nó nuôi con đó vậy, nó kiểu như người ta ưa con nào thì nó nuôi con đó vậy. Rồi con trang phục Ultraman 7 là số 7, siêu nhân số 7. Ok thì vũ khí thì cũng nó đưa vô con Valentino, tôi thấy nó không hợp thế nào. Ultraman 7 nó có dịnh quần, nó cầm quần, nó dịnh nấu. Mở kỹ năng mới nha các bạn. Các bạn lên các bạn xẹt Ultraman 7 rồi. Đấy. Làm sao mà có cái kiểu như cầm cái quần mà vừa dịnh vừa đánh thì đưa tay ra làm sao được. Đấy. Không có, là thứ nhất. Thứ hai là Ultraman 7 không cầm kiếm, mà là cầm cái đao trên đầu. Cái đao trên đầu, cái đường cong cong trên đầu ấy là cái đao vũ khí. Nói đó lẽ mình thấy là nếu mà cầm kiểu như cầm nó cầm ngược nữa các bạn, được cầm ngược ra đằng sau nữa là kiểu như giống Murat, cái kiểu giống Murat, nếu mà để vô coi cho con Murat mình thấy cũng được hơn. Cái mình thấy nó không hợp lý rồi. Cái mình thích xem bộ phim Sword Art Online, có nghĩa là đao kiếm thần vực, thì nó liên kết với nữa, mình thấy nó rồi bắt đầu nó đi đâu rồi mà để, nói chung là nó để vào con tướng mình thấy nó hợp lý. Cái này trang phục nó để vô tướng mình không bàn cãi về cái vấn đề này, nhưng mà tự nhiên ghép vô phim cái nó thấy sao chào á. Nhưng mà không, bộ nếu mà ghép vô bộ phim đó thì mình cũng không ý kiến gì, mình thấy nó cũng hay. Nói chung là anh Kirito các thằng hacker cực chắc. Đây ôi nghe được nữa này, Kirito Asuna. Nói chung là Kiriraya Katsuto, Yuki Asuna. Các bạn mấy bộ phim đó phải nói là xem hết. Cái bộ phim đó thì nói chung là đánh giá về cái bộ phim đó. Đó, phần 1, phần 2 hay. Nhưng mà từ phần nó qua bên ranh giới hư ảo nè, là thấy nó chớt về cái bộ phim rồi. Kể chuyện nè, cái một kể chuyện là các phần nè. Người qua bên Underworld
trang phục Underworld á, à, trang phục của gì nè, mấy cái trang phục sao đó là của bên Underworld á, nó bị bộ cái cốt truyện nó không hay, nhưng mà cái trận mình khoái cái trận đánh, cái trận đánh của bộ phim nó ngay những hai bên đánh nhau đó, rất rất là hay, kiểu như quy mô lắm, nhưng mà cái cốt truyện nó không hay, nó sao sao ấy, nó đi xa quá vấn đề về game hoặc là vấn đề về nick, mà nó đi qua vấn đề về tình cảm rồi qua công nghệ rồi lo an ninh quốc gia các kiểu hết, nó đi tào lao luôn, bộ phim nó đi xa quá. Còn phần nào lại, nói chung là mới đây nó mình có nghe về cái liên quân quay liên kết với cái gì ta, bộ phim gì đấy, hải tặc đấy, bộ phim đó mình không có xem nhưng mà lướt TikTok thì gặp hoài à, hoài ra đói bụng quá trời ơi, tôi mới ăn có mì rồi mà chả hiểu sao đói bụng. Ôi 172 mình năng cũng được 88 chấm một hai màn nó mới sẽ nghỉ luôn, nó clip nó dài quá không hay lắm, tâm sự nhiêu thôi. Nói chung là mỗi người có một ý kiến khác nhau, cái này là ý kiến riêng của mình thôi chứ không phải là mình sẽ chê cái con game đó. Tới giờ thì của mình cũng cùi, với lại ganh cũng cùi, nick vơ kêu vào solo lại, nói thật đánh trả lại ai đâu, như bỏ Free Fire mấy tháng. Bây giờ hồi đó là căng mấy ganh trên là căng một lần căng 4, căng 5. Giờ kêu căng một thằng ganh bạc, căng không nổi. Bắn không lại thằng ganh bạc. Trời ơi, nhờ đồng đội gánh mới qua ganh. Thôi thôi. Thôi rồi ôi. Mày nói là cực ngầu, mày nói bây giờ mày nói ôi, ngủ bạn chơi. Thôi anh ơi, trả lời nghe câu nghe xanh mặt luôn. Em gánh anh không có nổi đâu. Nổi đâu. Không mấy ơi. Ai gánh được thì mình tí mình sẽ ra những clip khác buồn nha các bạn. Thì lót mobile mấy nay chắc là không có có thể là không, tạm thời sẽ không có clip, không có kèo gì hết. Đau lòng nhất là chết cả em mờ lính mà mắc cái clip. Rồi tôi thấy tôi có vấn đề một tí về cái bao tử. Thôi thì clip mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, cũng như là bấm vào cái chuông nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Nếu mà các bạn có thể là thấy game nào hay hay thì các bạn để lại bình luận giúp mình, để mà đợi nếu mình thấy mình chết mình thấy nó hay á, ổn ổn thì mình sẽ làm clip về cái con game đó. Nói chung là kiếm game thêm mình làm cho cái combo nó chọn chọn một tí nha, chứ không phải là game nào mình cũng đồng ý. Có một con game mà bạn ấy có bạn giới thiệu thì chắc là mình sẽ test lại, lâu lắm rồi mình không chơi đấy. Không phải là nói chung là nhiều bạn nói sợ là nhắn tin mình không rep, thì nhiều bạn mình vẫn rep bình thường các bạn, nhiều lúc lỡ tay như là gửi cái bạn Zalo á, cái tôi nhớ có một cái ông là tin cả tên Zalo là sói, không phải là mình xin lỗi bạn, có bấm bữa hổm là quên nữa đó, gửi kết bạn cái mình bấm đồng ý mà bấm lộn cái chữ ít đó đi luôn, không phải là không rep nha, lỡ tay. Hey, tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem video vui vẻ. Quên nữa, đợi tí chắc tiếp thêm bàn nữa nha, từ từ các cậu, từ gần các cậu tự nhiên lên được cái này các tôi thấy ngon quá, được một cái tháp ở ngoài nữa này, nó sẽ còn một tháp ở trên nha các bạn, tổng cộng là 5 tháp bắn cung. Ok, mình sẽ test một bàn rồi mình nghỉ các bạn. Nhiều ông bảo là mình không rep, chắc chắn các bạn rồi. Khi mà nếu mà các bạn nhắn tin thì mình sẽ rep. Còn mà lỡ mà ít thì các bạn thông cảm như mình. Còn những trường hợp spam nhắn tin tào lao, hỏi chuyện riêng thì xin lỗi mình không trả lời. Một là không trả lời, hai là block. Thế thôi. Như những trường hợp sinh ạt hay này kia thì không có đâu các bạn à. Cũng cày chay như mọi người mà. Chứ nếu mà các bạn cày chay cực khổ mà người ta xin ạt, bạn cho không? Không, bao đời. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.